được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1983 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân là nhiệm vụ chính trị Báo Nhân dân được vinh dự đảm nhận. Trải qua 39 lần tổ chức, giải đấu đã góp phần vào sự phát triển của thể thao Việt Nam nói chung và bóng bàn nói riêng, đồng thời giúp xây dựng và mở rộng phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của các tầng lớp nhân dân. Kế thừa những kết quả đã đạt được, giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 40 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 7 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku. Giải đấu năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội đã trở lại bình thường trong cả nước. Chính vì thế, công tác tổ chức lại càng được nâng lên. Năm nay cũng là năm trong vòng 10 năm trở lại đây là cái số lượng vận động viên tham gia giải vô địch bóng bàn quốc gia là đông nhất, 169 vận động viên. Trong đó thì có hai cái tỉnh mới có vận động viên tham dự, đó là tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai. Có thể nói là lịch thi đấu của các vận động viên bóng bàn thì rất là dày đặc, cho nên là chúng tôi cũng chuẩn bị một kế hoạch thật là kỹ lưỡng, điều kiện về ăn nghỉ, tập luyện cho vận động viên cũng rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng huy động các nhà tài trợ cung cấp đầy đủ đồ coi như là hỗ trợ cho vận động viên tham gia thi đấu. Và phải nói là chúng tôi vẫn luôn luôn đặt cho mình một cái nhiệm vụ này, tức là vận động viên là trung tâm. Cùng với nhà đồng hành chính là phân bón Cà Mau, giải đấu năm nay thu hút nhiều sự đóng góp của các nhà tài trợ, người đồng hành ủng hộ mới. Điều này góp phần để giải trở nên hấp dẫn hơn, từ đó thu hút sự quan tâm hơn nữa của người hâm mộ cả nước. Trong những ngày này, các đội đều không ngừng tập luyện để sẵn sàng cho giải đấu. Có mặt tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội vào thời điểm nắng nóng gay gắt này mới thấy hết tinh thần tập luyện hăng say của các vận động viên. Được đánh giá là một trong những đội mạnh nhất của giải đấu năm nay, đội bóng bàn Hà Nội đặt mục tiêu sẽ giành thứ hạng cao nhất. Vì thế, đội đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như bổ sung thêm nhiều vận động viên nắng cơm cho giải đấu. Thì đây là một cái giải lớn và có uy tín lâu đời trong năm rất là lâu của bóng bàn Việt Nam. Mà đây là một trong giải để cơ sở tuyển chọn các vận động viên đội tuyển quốc gia. Cho nên là sự chuẩn bị của đoàn bàn Hà Nội thì lúc nào cũng dành cho cái giải Báo Nhân dân là sự cao nhất. Với cái gì tốt nhất mang đến giải, cố gắng làm sao là có thành tích cao nhất. Chúng tôi có sự bổ sung của một số các vận động viên mạnh, ngoài chúng tôi có Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga ra thì chúng tôi còn có thêm Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức. Đấy là những cái vận động viên mà rất là tốt, rất là triển vọng của bóng bàn Việt Nam. Là đội quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại SEA Games 31 như Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga. Tuy nhiên các vận động viên vẫn tập luyện hết sức nghiêm túc, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để sẵn sàng cho giải đấu năm nay. Trong tư tưởng của mỗi người đều là cái giải này là giải quan trọng nhất trong một năm. Và ai cũng muốn hướng tới cái giải vô địch quốc gia lần này, dành cái gì đó cho riêng bản thân mình. Tại vì nó là một cái gì đấy rất là vinh dự, có một cái sự tập luyện rất là chỉnh chu. Qua một thời gian từ đợt năm ngoái đến năm nay, hầu như là bọn em là tập dàn trải, tập hết khối lượng và đều có cái sự khắt khe của sự huấn luyện viên bên cạnh bọn em, giúp đỡ bọn em. Và hầu như là bọn em cũng đã chuẩn bị một cái sự tâm lý và cái kỹ chiến thuật rất là tốt để chuẩn bị cho giải Báo Nhân dân. Bọn em sẽ chuẩn bị tập từ sáng thì tập từ 8 giờ đến 11 giờ, cũng duy trì kỹ thuật và thi đấu, còn chiều thì tập từ 2 rưỡi đến 5 giờ. Em và một vài vận động viên trẻ thì cũng sẽ cố gắng trưởng thành hơn để tiếp cận những anh lớn như anh Tú, anh Tuân để có thể sau này đảm đương được những cái mà đội tuyển giao cho. Ngược lại với đội Hà Nội, tại giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân năm 2021, đội bóng bàn quân đội đã thi đấu không thành công như mục tiêu đề ra. Trở lại giải đấu năm nay với 14 vận động viên, đội bóng bàn quân đội ngay từ đầu năm đã tập luyện nỗ lực với quyết tâm sẽ đạt được huy chương trong các nội dung thi đấu. Do cái quá trình dịch từ năm ngoái nên đơn vị cũng cấm trại. Các bạn ấy đa số cái thời gian thì ở đây. Vì thế nên trong cái quá trình vừa rồi thì gần như các bạn chỉ nghỉ mỗi chủ nhật thôi, còn ngày nào cũng tập sáng chiều, có những buổi tập cả tối để nỗ lực và quyết tâm trong cái giải vô địch quốc gia. Cũng là một cái giải mà truyền thống rất lâu năm. Để lấy lại vị thế một thời không hề đơn giản. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của hàng loạt cây vật trẻ đầy tiềm năng cùng với tinh thần tìm lại ánh hào quang, hứa hẹn đội bóng bàn quân đội sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Một trong những giải là lớn nhất trong năm, hội tụ toàn những các cao thủ là hàng đầu Việt Nam, thì em cũng rất muốn là tham gia giải này là cũng được cọ sát với các
bạn, các anh, các em nâng cao cái trình độ của mình, với cả cộng với là cũng muốn là từ cái giải này là để lấy cái chỉ tiêu để đi những cái giải quốc tế. Tham gia giải sắp tới thì em đặt mục tiêu là được 2 huy chương đồng, là đồng đồng đội với cả đồng cá nhân. Chỉ còn ít ngày nữa, giải đấu sẽ chính thức bắt đầu. Hòa trong không khí tích cực những ngày chuẩn bị cuối, các vận động viên của đội bóng bàn Công an Nhân dân cũng chạy đua với thời gian để chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, sẵn sàng đạt thành tích cao nhất tại giải đấu lần này. Bất chấp thời tiết nắng nóng lên đến gần 40 độ C, huấn luyện viên Nguyễn Thành Phong cùng các vận động viên vẫn duy trì tập luyện nghiêm túc trước khi lên đường tham dự giải đấu. Ban huấn luyện cùng với lại các vận động viên là 12 vận động viên và huấn luyện viên thì chúng tôi cũng đã có những cái thời gian chúng tôi tập luyện cá nhân, tập luyện ghép đôi và các cái nội dung thi đấu ở trong điều lệ giải thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị khá kỹ. Về chuyên môn thì tôi cũng đánh giá năm nay thì đội tuyển của Công an Nhân dân cũng tranh chấp ở những cái vị trí của hạng cao nhất để đạt được cái thành tích tốt nhất, thì chúng tôi cũng có những cái đảm bảo về sự đoàn kết, tinh thần thi đấu và cái khả năng có thể nó phát huy được trong giải đấu. Là vận động viên giành huy chương bạc tại nội dung đơn nữ của giải đấu năm 2021, đến năm nay, Kiều My đặt mục tiêu đổi màu huy chương cao hơn. Vì thế, cá nhân em đã có lịch trình tập luyện nghiêm túc và khoa học cùng ban huấn luyện và đồng đội. Gần giải thì em sẽ tập trung trước một tháng. Giải lần này thì bản thân em đặt sự tập trung cao độ nhiều hơn, yêu cầu bản thân phải cố gắng. Trong những giờ tập này thì khi mà tập luyện xong thì sẽ dành thời gian ở lại để tập luyện thêm giao bóng và thể lực. Cùng với các đội phía Bắc, các đội phía Nam cũng tích cực khẩn trương tập luyện, sẵn sàng cho giải đấu. Được đánh giá là một trong những đội mạnh nhất giải với nhiều nhân tố nổi bật thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đội bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu sẽ giành 2 huy chương vàng ở các nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và đơn nữ. Do vậy, ngay từ đầu năm, đội bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực cho các vận động viên thi đấu cọ sát ở nhiều giải đấu. Ban huấn luyện và toàn đội đang động viên nhau để cho có một cái tinh thần thoải mái nhất để chuẩn bị vào giải. Động viên mấy em là cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt. Năm nay thì trước khi giải đấu diễn ra thì bên thành phố mình cũng có hơn là cũng có được một cái đợt tập huấn với huấn luyện viên chuyên gia người Nhật trong 2 tuần thì có sự chuẩn bị tốt nhất. Toàn đội hiện tại đang rất quyết tâm tập luyện để chuẩn bị giải sắp tới. Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cao, với sự góp mặt của nhiều vận động viên kỳ cựu cùng những vận động viên trẻ đầy tiềm năng. Do vậy, mặc dù sở hữu những tay vợt xuất sắc như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, nhưng đoàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất thận trọng và cố gắng để tiếp tục giành thành tích cao nhất của giải đấu. Năm nay thì có rất nhiều vận động viên hay, thì các đối thủ đến gần của em như là ở Hà Nội, Hải Dương và Công An thì cũng mọi người tập luyện rất là tốt, và cho nên em phải cố gắng, em và đồng đội em phải cố gắng rất là nhiều để có thể duy trì được thành tích của năm ngoái. Giải đấu chính thức khai mạc tối 12 tháng 7 và bế mạc tối 17 tháng 7. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải năm nay hứa hẹn chất lượng chuyên môn và cạnh tranh rất cao, bởi có sự góp mặt đầy đủ của các tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại SEA Games 31 và giải vô địch Đông Nam Á. Bên cạnh những tay vợt kỳ cựu, mùa giải năm 2022 tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vợt trẻ đầy tiềm năng, hứa hẹn những cuộc đấu hấp dẫn và kịch tính với khả năng gây bất ngờ, xoắn nguôi các cây vợt mạnh của mùa giải năm trước. Đặc biệt, tất cả đoàn bóng bàn dự giải đấu lần này đều mang tới đội hình thi đấu mạnh nhất của mình để từ lửa trên đấu trường vô địch quốc gia nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 vào tháng 11 tới. Với tất cả những yếu tố trên, hứa hẹn giải đấu năm nay sẽ mang lại cho người yêu bóng bàn những trận đấu kịch tính, mang lại một giải đấu thành công về mọi mặt.